Cười thoải mái, còn hát tôi vẫn cứ hát đấy. Xin cảm ơn mọi người đã buổi trưa làm phiền mọi người, nhưng dù sao thì cũng hát mấy bài cho vui. Xin hát một làn điệu vừa rồi mọi người đã thưởng thức, một làn điệu chầu cổ được mang tên Đào Liễu. Sau đây xin hát tặng mọi người một làn điệu chầu cổ được mang tên Xa Lời Trên, trích trong vở chầu cổ Lưu Bình Dương Lễ. Oh,
Xin cảm ơn những người bạn thân yêu của tôi. Buổi trưa quấy nhiễu mọi người tí, vì thường thường buổi tối bây giờ khách tại khu du lịch sinh thái Con Đen rất là đông, nên là không có thời gian để live stream hát ra chung vui với toàn thể các anh chị. Sau đây thì xin được hát thêm một làn điệu chèo, bài chèo được mang tên, bài chèo cổ được mang tên làn điệu chèo Đò Đưa. Thank you.
Thưa toàn thể anh chị em, Hoàng Triều đang công tác tại khu du lịch sinh thái Cồn Đen và rất mong được sự ủng hộ của toàn thể các anh chị em thân yêu trong hội chèo không chuyên toàn quốc cùng toàn thể các anh chị là bạn bè trên Facebook của Hoàng Triều. Mọi người về với Cồn Đen xin được hưởng ưu đãi qua số điện thoại 0962 435 225 hoặc 0962 086 128 trên Facebook của Hoàng Triều có số điện thoại. Và xin mọi người trước khi mà về với Cồn Đen thì hãy gọi điện cho Hoàng Triều, Hoàng Triều sẽ đón để mọi người được hưởng những ưu đãi là những người thân yêu của những người tại trong Cồn Đen này để hưởng những ưu đãi. Xin cảm ơn. Và tiếp theo đây thì Hoàng Triều xin gửi tặng thế toàn thể anh chị em thêm một làn điệu chèo nữa, một bài hát chèo, một làn điệu hát chèo được mang tên Con Nhện Săn Mồi. Chàng về áo bỏ lại đây, áo thời tiếp mặn gối mây tiếp đời chàng. Nó răng nghỉ mùng đêm năm trong cánh bọt mình kiếm chiều ơi chàng chàng đêm năm trong cánh bọt mình mà để kiếm chiều lại vì lùng cá năm anh ơi anh chàng. Oh,
chưa quấy phá mọi người, và xin cảm ơn những tình cảm của mọi người, những người bạn thân yêu của tôi đang theo dõi, bình luận và thưởng thức những ca khúc mà Hoàng Triều hát vào buổi trưa ngày hôm nay. Buổi trưa thì người ta ngủ, buổi trưa mình thì quấy phá mọi người, nhưng buổi tối thì quá bận nên mọi người thông cảm. Sau đây thì xin hát một làn điệu chèo để thắng tới quý vị. Xin hát một làn điệu chèo được mang tên Dương Xuân. Bông hoa thơm cho con bướm mi nói lần đi, con bướm mi nói dạo đi, dạo lượn thời đua nhau chậm chờn, chậm chờn thời con bướm nó đã nghỉ mai. Và cũng xin thưa một điều rằng là Hoàng Triều đang quản lý tại một cái nhà hàng lớn nhất của khu du lịch sinh thái Cồn Đen, Thái Đô, Thái Thụy, Thái Bình. Và thưa các anh chị là nếu như ai mà có ý định mà xuống với Cồn Đen thì hãy liên hệ với Hoàng Triều và sẽ được hưởng những ưu đãi đặc biệt là từ khu du lịch sinh thái Cồn Đen, và Hoàng Triều sẽ chăm sóc cũng như sẽ cùng giao lưu hát chèo với toàn thể các anh chị. Nếu như ai xuống Cồn Đen, hãy liên lạc với Hoàng Triều qua số điện thoại 0962 435 225, 0962 086 128. Xin hân hạnh được đón tiếp quý vị, anh chị và các bạn. Và ngay sau đây thì xin được hát thêm một làn điệu chèo tiếp theo để gửi tặng tới toàn thể các anh chị. Xin được được hát một làn điệu chèo cổ được mang tên Du Xuân.
buổi trưa mọi người thì nghỉ trưa, còn hoàng chiều thì trưa nay mới được rảnh một chút và muốn hát một số bài hát chèo. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, nhưng hôm nay có thời gian thì cùng live stream hát một số làn điệu chèo cổ chung vui với các anh các chị. Sau đây thì sẽ xin hát một làn điệu chèo cổ cũng mang tên Đường Trường Tiếng Đàn để người ta cứ
các anh chị rất nhiều đã lắng nghe Hoàng Triều hát những ca khúc vừa rồi. Sau đây thì xin được hát một làn điệu chiều tiếp theo. Xin được hát một làn điệu chiều mang tên Đơn Trường Vị Thủy. Sau đây xin hát một làn điệu chèo có mang tên Đường Trường Trong Rừng. Mãi ấy mãi
mọi người thông cảm mà hát chục bài rồi nên nhầm lẫn linh tinh cả, mọi người thông cảm. Sau đây thì xin hát một lần điều thu không đi. Nhưng mà đúng là buổi trưa nay được hàng chiều được nghỉ ngơi một chút sau những ngày quá đông khách trong những ngày qua, những ngày cuối tuần. Sang đây là thứ hai nên là cũng bớt khách. Cảm ơn những tình cảm của mọi người đã ủng hộ
chia sẻ Hoàng Triều, giúp đỡ Hoàng Triều trong những thời gian qua. Có lẽ rằng là cái tình cảm mà những cái người mà yêu nghệ thuật chèo dành cho nhau trên toàn quốc thì thật là tuyệt vời. Cũng xin được cảm ơn tất cả những người anh, người chị Hoàng Triều đã dành những tình cảm, mà đặc biệt là những người đã về với Cồn Đen và đã về khu du lịch sinh thái Cồn Đen vui chơi và tổ chức các cái chương trình nghệ thuật là văn nghệ như đoàn của chị Phin Hà Nội, đoàn Quê Lúa Hà Nội, và đã về tổ chức chương trình hát chèo tại Cồn Đen. Xin cảm ơn tất cả các anh các chị, và sau đây thì xin được hát một bài nữa, bài sau cùng trong chương trình này hôm nay, là sẽ tặng cho mọi người để ông Triều tìm cái làn điệu nào nó hợp lý tí, xong rồi tặng cho mọi người. Hôm nay hát cũng nhiều làn điệu cao thực sự. Xin hát một làn điệu cổ Tình Thương Hạ Bình để tặng cho mọi người. Nàng ơi, ngoài vườn trăng lương tỏ, hoa đượm sương tươi nở, phong cảnh thực hữu tình. Ta muốn cùng nàng thâu canh, nhấp chén rượu ân tình cho đỡ nhớ. Kìa, xin mời nàng ngồi. Bóng quê dài nghỉ đau chữ tay anh đã nghe.
Về với Cồn Đen thì sẽ điện cho Hoàng Triều. Hoàng Triều sẽ đón tiếp các anh chị, và đặc biệt là sẽ có những cái khuyến mại đặc biệt cho các anh chị đặt tiệc tại nhà hàng của Hoàng Triều tại khu du lịch sinh thái Cồn Đen. Thưa các anh chị là sẽ liên lạc với Hoàng Triều qua số điện thoại là 0962086128 hoặc 0962435225. Hoàng Triều sẽ mở máy 24/24 để đón tiếp quý vị. Quý vị về chơi và tham gia vào các cái trò chơi ở khu du lịch sinh thái Cồn Đen. Đặc biệt là quý vị có thể, anh chị có thể đi cây cầu tre dài nhất Việt Nam ra bãi biển phía ngoài để tắm biển và vui chơi ở ngoài đó. Quý vị anh chị có thể vào trên trang Facebook của Hoàng Triều, cũng có rất nhiều các cái hình ảnh và giới thiệu về khu du lịch sinh thái Cồn Đen. Và xin mời các anh chị cùng về và cùng sẽ liên lạc với Hoàng Triều. Em tính là hát bài vừa rồi là cũng nhiều rồi thôi, nhưng mà tình cảm của anh chị dành cho mà muốn nghe thêm một bài nữa thì sau đây thì Hoàng Triều sẽ xin hát một làn điệu chèo cỏ cuối cùng để tặng quý vị, một làn điệu chèo chèo cổ có mang tên Sử Truyện trong vở chèo Tâm Cam, xin gửi tặng anh chị. Chàng đèn đi ơi, đi sách đi mà.
xin tạm biệt toàn thể quý vị. Chúc mọi người có những ngày vui tươi và hạnh phúc. Xin chào quý vị và xin thông báo với quý vị là anh chị nào muốn xuống sắp xếp được thời gian xuống khu du lịch sinh thái Cồn Đen thì hãy liên hệ với Hoàng Triều qua số điện thoại 0962 435 225 và 0962 086 128 để hưởng những ưu đãi đặc biệt tại khu du lịch sinh thái Cồn Đen. Và xuống đây Hoàng Triều sẽ cùng các anh chị, những người yêu chèo, hát chèo, giao lưu chèo và cùng thăm và thưởng thức các món ăn ẩm thực tinh túy tại nhà hàng Bình Minh Biển, nơi Hoàng Triều làm quản lý. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.